Loan xin chào cả nhà. Hôm nay thì Loan làm bánh kem dâu tây và quả việt quất. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không nè? Cái món bánh kem này rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon nha cả nhà. Thì đầu tiên cả nhà chuẩn bị cho Loan dâu tây và quả việt quất. Mình sẽ cắt dâu tây thành hạt lựu, sau đó mình cho dâu tây và quả việt quất vào mình nấu nha cả nhà. Mình cho thêm vào đây là 110 g đường và một xíu muối, tầm khoảng 60 ml nước. Rồi mình bắt lên bếp mình nấu. Sau đó Loan cho hai lá gelatin vào trong cái tô nước lạnh nha mọi người. Rồi đợi lá gelatin mềm á thì bắt đầu mình sẽ cho vào trong cái phần mứt. Mà phần mứt này á, là mình nấu nãy giờ rồi, cái nước của nó hơi sệt sệt rồi mọi người. Rồi mình hãy cho lá gelatin vào nha. Rồi bắt đầu mình sẽ hớt bọt một tí xíu nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ tắt bếp. Ở đây á, Long có là 5 cái lòng trắng trứng gà. Mình đánh lên, mình đánh cho cái lòng trắng trứng gà nó bông bông lên nha cả nhà. Đó, Long cho vào đây á, là 110 g đường và 4 g muối. Mình cứ cho đường từ từ và mình sẽ đánh từ từ đến khi mà cái hỗn hợp lòng trắng trứng nó quánh đặc lại như vậy là được nha cả nhà. Ở đây thì Loan có 5 cái lòng đỏ trứng gà, mình cho thêm vào đây là 30 g dầu ăn, mình đánh lên. Sau đó thì Loan sẽ cho vào trong cái lòng trắng trứng gà, mình cho từ từ và mình đánh lên từ từ cho nó hòa quyện lại với nhau nha mọi người. Rồi bây giờ Loan gây vào đây là 100 g bột mì và 20 g bột bắp, 4 g baking soda, baking powder nha mọi người. Rồi mình sẽ gây từ từ và mình trộn cho cái hỗn hợp này cho nó đều nha. Rồi bắt đầu Loan cho bột ra khay á mọi người. Mình chừa một ít bột và mình khoa thêm một ít màu hồng á. Rồi bắt đầu mình sẽ vẽ lên trên cái bánh. Vẽ xong á, thì mình sẽ đem vào lò nướng, nướng tầm khoảng 25 phút. Bây giờ thì bánh của mình chín rồi nè mọi người, mình sẽ để nguội. Ở đây thì Loan có 300 g phô mai, mình cho thêm vào đây là 100 g đường. Xong rồi mình khuấy, mình đánh lên cho nó tan hết đường nha cả nhà. Sau đó thì Loan sẽ cho thêm vào đây á, là 350 ml kem tươi. Rồi bắt đầu mình sẽ đánh lên cho cái hỗn hợp kem tươi và phô mai của mình nó hòa quyện lại nha mọi người. Mình đánh cho đến khi nào mà nó sánh đặc, nó mịn như thế này nè là ok rồi. Mứt sau khi để nguội và mình cho vào tủ lạnh thì nó sẽ sánh đặc như vậy nha cả nhà. Bây giờ thì Lon sẽ quét một cái lớp nước đường á, lên trên bánh. Ở đây thì Lân có 150 g sô cô la trắng, mình sẽ đun cách thủy cho sô cô la nó tan chảy như vậy nè. Rồi bắt đầu mình sẽ cho thêm vào là 100 ml kem tươi.
whipping cream á cả nhà. Thank you.